chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Năng lượng xanh trên kênh VTV8 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hãy tưởng tượng một chiếc máy bay có thể ở trên bầu trời trong nhiều tháng mà không cần phải hạ cánh và tiết nhiên liệu. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, quan trọng hơn, những chiếc máy bay thân thiện với khí hậu không thải ra một gam CO2 nào. Hiện thực hóa giấc mơ bay bằng năng lượng mặt trời sẽ là câu chuyện ở phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những thông tin năng lượng đáng chú ý khác. Việt Nam cùng ba nước trong khu vực là Malaysia, Campuchia và Thái Lan sẽ được miễn trừ thuế quan đối với tấm năng lượng mặt trời cho đến hết tháng 6 năm 2024, sau khi Tổng thống Mỹ phủ quyết dự luật ngăn chặn miễn thuế đối với mặt hàng này. Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt sự kiện liên quan đến việc Bộ Thương mại Mỹ DOC điều tra chống lẩn tránh thuế, chống bán phá giá, chống trợ cấp với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu từ 4 quốc gia trên. Ông Joe Biden quyết định phủ quyết đề xuất của Quốc hội vì không muốn gây ra các yếu tố khó định đoán với doanh nghiệp và người lao động trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Mỹ phải tăng cường an ninh năng lượng bằng cách tập trung vào việc mở rộng công suất và điều này sẽ đạt được khi biện pháp miễn thuế của Tổng thống kết thúc vào tháng 6 năm 2024. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 500 /QĐ-TTR về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8. Theo đó, quy hoạch điện 8 tập trung vào việc chuyển đổi sang năng lượng xanh như năng lượng tái tạo. Quy hoạch đặt mục tiêu kiểm soát mức phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện đạt khoảng 204-254 triệu tấn vào năm 2030 và còn khoảng 27-31 triệu tấn vào năm 2050. Kết quả này nhằm hướng tới đạt mức phát thải đỉnh không quá 170 triệu tấn vào năm 2030 theo cam kết về chuyển dịch năng lượng công bằng. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển các nguồn điện từ năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng mới phục vụ xuất khẩu. Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo, dự kiến đến năm 2030 hình thành 2 trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng, đồng thời xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại các khu vực có nhiều tiềm năng. Mỹ, Anh, Đan Mạch và một số quốc gia thành viên khác vừa đệ trình lên Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO bản báo cáo trước phiên họp chính của Ủy ban Bảo vệ Môi trường Biển vào tháng 7, kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn nữa đối với các hoạt động vận chuyển dầu thô bất hợp pháp qua đường biển. Báo cáo cho rằng các hành vi chở vàng đen từ những quốc gia chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt và các lệnh hạn chế của phương Tây thực hiện giao hàng phi pháp tại những khu vực không được cấp phép hoạt động, thậm chí trong điều kiện thời tiết xấu, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh hàng hải quốc tế. Các nước đệ trình báo cáo khuyến nghị rằng bất kỳ quốc gia nào phát hiện thấy những hoạt động như vậy nên tăng cường kiểm tra các tàu thuyền, đẩy mạnh công tác giám sát lãnh hải. Công ty DTEC, nhà sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, mới đây đã đưa vào sản xuất giai đoạn 1 của nhà máy điện gió công suất 500 MW nhằm thúc đẩy lĩnh vực năng lượng của quốc gia này. DTEC đã khởi công nhà máy điện gió Tiligul cách đây 2 năm, năm 2021, nhưng đến tháng 2 năm 2022 phải tạm dừng xây dựng do nổ ra xung đột Nga-Ukraine. Đến tháng 4 năm 2022, công ty tái triển khai hoạt động và đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 để đưa vào sử dụng. Giai đoạn 1 sẽ có 19 tua bin được vận hành để sản xuất điện, từ đó giúp cân bằng lĩnh vực năng lượng của Ukraine. DTEC kỳ vọng sau khi hoàn thành, nhà máy Tiligul sẽ trở thành nhà máy lớn nhất nước. Việc đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của nhà máy điện gió diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chạy đua với thời gian để cải thiện và tăng cường lĩnh vực năng lượng trước mùa đông năm 2023. Thời tiết các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên đang bước vào mùa nắng nóng và dự kiến nắng nóng trong năm nay sẽ càng gay gắt hơn nên sản lượng điện tiêu thụ trong dân cư thường tăng cao. Do vậy, để tránh tình trạng tiêu thụ điện vượt ngoài tầm kiểm soát, các hộ gia đình cần chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện hợp lý, tránh tình trạng điện tăng cao bất thường. Nắng nóng liên tục và kéo dài, nên để đảm bảo cho vườn sầu riêng 80 gốc đang trổ hoa phát triển, ông Đặng Văn Hòa phải duy trì việc tưới nước giữ ẩm thường xuyên mỗi ngày. Và những nông hộ khác ở trong vùng cũng có nhu cầu sử dụng điện để bơm tưới cho cây trồng, nên vì thế đã khiến cho tình trạng điện quá tải cục bộ liên tục xảy ra. Chiều đến mới được tưới mà
mà tưới là cứ được 5-10 phút là lại nhảy áp, là nhiều khi mà buổi chiều mà phun thuốc là không kịp được. Từ giữa tháng 3 đến tháng 9 hàng năm là thời điểm khách hàng tiêu thụ nhiều điện nhất vì đây là cao điểm của mùa nắng nóng. Như tại Phú Yên, trong những ngày qua, nắng nóng các thời điểm lên đến 39 độ C nên nông dân phải tăng cường bơm tưới để bảo vệ cây trồng. Các hộ gia đình cũng tăng cường sử dụng nhiều thiết bị điện để làm mát, nên lượng điện thương phẩm cung cấp cho khách hàng của công ty điện lực Phú Yên cũng vì thế tăng lên rất cao. Từng khách hàng sử dụng điện phải tự kiểm tra cái đường dây sâu công tơ về đến nhà và đường dây ở trong nhà, để tránh tình trạng là đường dây cũ bong tróc gây chạm chập hoặc là rò rỉ điện vào tường nhà. Nó sẽ gây tiêu tốn điện năng mà chủ nhà là không có biết. Ngành điện lực tỉnh Phú Yên cũng khuyến cáo để tránh tình trạng tiêu thụ điện vượt tầm kiểm soát thì các hộ gia đình cần chủ động điều chỉnh việc sử dụng điện, đặc biệt lưu ý đối với các thiết bị làm mát và thiết bị điện có công suất lớn. Cùng với việc chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, công ty điện lực Phú Yên cũng lưu ý các hộ gia đình thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện lực để tránh tình trạng tiêu thụ điện vượt ngoài tầm kiểm soát trong mùa nắng nóng. Miền Trung đang trong mùa nắng nóng cao điểm, đẩy mức tiêu thụ điện tại khu vực tăng cao. Nắng nóng kéo dài có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện. Tại Quảng Ngãi, tình trạng nắng nóng kéo dài khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng cao, tạo áp lực lớn cho việc cung ứng điện mùa khô. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Đợt nắng nóng đầu tiên tại Quảng Ngãi đã diễn ra rất gay gắt khi miền núi của tỉnh vượt qua 40 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2023 xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài như vậy. Trước tình hình đó, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng tuyên truyền tiết kiệm điện trong doanh nghiệp, công sở trên địa bàn tỉnh. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng của bên em được thay đổi thành đèn LED để tiết kiệm điện. Thì đèn LED so với quỳnh quang thì tiết kiệm được 30% và hiệu suất chiếu sáng thì cao hơn. Rồi toàn bộ thiết bị trong nhà máy á, khi đầu tư á, thì ưu tiên về cái việc tiêu thụ điện và năng suất tạo ra của thiết bị. Thì để đảm bảo được cái việc tiêu thụ điện thấp nhất á, thì bên em có cái quy trình bảo dưỡng theo định kỳ 3 tháng một lần. Trong cái nhà máy khi mình tiết kiệm điện á, thì các cái thiết bị mà nó được sử dụng đúng giờ giấc đúng thì nó cũng đỡ hư hỏng. Do mình được vận hành, mình tắt đúng giờ á. Không có để những cái thiết bị mà nó chạy không tải, thì đó là một cái quả mà nó được đo lường bằng những cái chỉ số mà của trong theo cái báo cáo tài chính, thì nhà máy luôn luôn dựa vào cái đó để mà thực hiện cái việc mà tiết kiệm liên tục trên toàn bộ cái hệ thống của nhà máy. Để hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm soát chỉ số điện, hóa đơn tiền điện trong mùa nắng nóng, các đơn vị điện lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng tính năng cảnh báo trên các phần mềm ghi chỉ số điện. Theo đó, khi chốt chỉ số công tơ theo từng kỳ, nếu sản lượng điện của khách hàng được hệ thống phần mềm ghi nhận tăng, giảm đột biến từ 30% trở lên so với tháng trước liền kề, nhân viên điện lực sẽ báo khách hàng và thực hiện phúc tra về chỉ số điện. Hướng dẫn người dân sử dụng app chăm sóc khách hàng để cập nhật tình hình sử dụng điện của mình hàng ngày hàng giờ, cách tiết kiệm điện. Việc làm này tăng cường tuyên truyền cho người dân cách dùng điện hiệu quả, tiết kiệm và an toàn tại nhà. Với cái thường của người dân á, thường của vừa qua thì nói chung là năm nay nó sẽ giảm hơn năm vừa rồi. Bởi vì có cái chính sách mình từ điện lực đấy hỗ trợ cho những người dân về app, về lưới điện đã đưa đến gần cho người dân hơn. Làm cho người dân họ không có còn những cái đường dây mà dài làng hoàng hoặc là những cái dây mà nó kém chất lượng nữa. Người dân khi mà đưa về gần á, là người dân họ sẽ thay thế những cái dây đó nó tốt hơn, nên là nó dẫn đến ít chậm chậm. Tiêu thụ điện nhiều trong giai đoạn nắng nóng chắc chắn sẽ dẫn đến số tiền phải trả sẽ tăng cao. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ điện tăng là do sử dụng điện cho các thiết bị làm mát trong những ngày nắng nóng. Vì vậy, người dân cần điều chỉnh hợp lý để tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao. Hiện nay thì ngành điện cũng đã ứng dụng được rất nhiều các cái chương trình và làm lợi cho người dân. Người dân có thể kiểm tra cái chương trình app chăm sóc khách hàng. Cái chương trình này khi chúng ta cập nhật thì chúng ta biết được lượng điện tiêu thụ hàng ngày và nó tăng thêm là nó có cảnh báo. Quảng Ngãi đang bước vào mùa nắng nóng được dự báo khá gay gắt.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi khuyến nghị người dân cần thay đổi thói quen sử dụng các đồ dùng điện, đặc biệt đối với các thiết bị có mức tiêu thụ điện lớn. Đối với doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm hàng ngày, không nên để các thiết bị điện hoạt động không tải, phối hợp triệt để tất cả các biện pháp nhằm thực hiện tiết kiệm điện, nhất là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023. Được tự do bay lượn như chim luôn là ước mơ của con người. Nhưng khi ước mơ đó đã đạt được thì con người lại mơ xa hơn. Đó là bay bằng năng lượng mặt trời thay vì nhiên liệu hóa thạch. Và một kỹ sư người Pháp đang dần biến ước mơ đó thành hiện thực. Ước mơ của tôi là được đi du lịch bao xa tùy thích mà không làm ô nhiễm hành tinh. Và tôi cảm thấy như chúng ta sắp làm được điều đó. Thật tuyệt vời. Jean-Baptiste Loiselet đã bay được 5 tiếng đồng hồ và 220 km. Loiselet đang ở chặng thứ 15 trong chuyến bay vòng quanh nước Pháp của mình. Anh đang hạ cánh ở Vrije, phía nam nước Pháp. Chuyến bay nhằm quảng bá cho dự án đôi cánh cho hành tinh của anh. Nhà thám hiểm kim kỹ sư đã nghỉ việc để tập trung hoàn toàn vào chiếc tàu lượn chạy bằng năng lượng mặt trời. Bất cứ nơi nào anh tới, phát minh của anh đều thu hút những người tò mò muốn biết nó hoạt động như thế nào. Tàu lượn của tôi tự cất cánh bằng cánh quạt này. Nó có vẻ nhỏ, nhưng nó có đường kính 1 mét. Nó chạy bằng pin và pin được sạc bằng các tế bào quang năng trên cánh. Loiselet đã dành 3 năm để chế tạo chiếc tàu lượn và dồn tất cả tiền tiết kiệm vào nguyên mẫu này. Tôi rất ấn tượng, rất mượt mà. Anh ấy đã tích hợp hoàn toàn pin mặt trời vào đôi cánh. Tôi là một kỹ sư và là một phi công, và tôi biết bao nhiêu công sức đã được dồn vào đây. Nó thật tuyệt vời và khiến bạn mơ ước. Mơ ước về chuyến bay thân thiện với khí hậu, không thải ra một gram CO2 nào. Người kỹ sư này yêu thiên nhiên và công nghệ. Anh từng làm nghề thiết kế robot dưới nước. Một lần, ở gần Nam Cực, anh quan sát một chú chim hải âu con đang bay. Chim hải âu bay thật đẹp. Chúng đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi nói rằng một ngày nào đó, tôi muốn được bay như chúng. Năm nay, Loiselet sẽ bay vòng quanh nước Pháp hơn 2.000 km. Đó là cách anh tưởng tượng về tương lai của việc đi lại. Nhiều người trong ngành hàng không nghĩ rằng anh dở hơi. Loiselet tin rằng, ngay cả những chiếc máy bay khổng lồ, ngày nào đó cũng sẽ bay chỉ bằng năng lượng mặt trời và không phát thải khí nhà kính. Tất nhiên, thật khó để tưởng tượng một chiếc Boeing hay Airbus có pin mặt trời. Nhưng các tế bào quang điện hiện tại chỉ đang khai thác 20% năng lượng. Trong 10 đến 20 năm nữa, con số này có thể là 40 hoặc 60%. Máy bay có thể chỉ di chuyển với tốc độ 400 km/h thay vì 800 km/h, nhưng như vậy là đủ cho các chuyến bay nội địa. Trong khi cất cánh ở Gorae, Loiselet trình diễn phát minh của mình. Tàu lượn thông thường cần tời hoặc máy bay có động cơ để cất cánh và sử dụng rất nhiều năng lượng. Còn tàu lượn của Loiselet đã tự bay lên không trung. Tạm biệt, Gorae. Chuyến bay vòng quanh nước Pháp của tôi sắp kết thúc. My Tour de France is almost over. Nhà tiên phong hàng không đã lên kế hoạch cho chuyến bay vòng quanh châu Âu để thu hút nhiều người hơn nữa tham gia hiện thực hóa giấc mơ bay bằng năng lượng mặt trời của mình. Chuyến bay của kỹ sư người Pháp Loiselet cho mọi người thấy rằng năng lượng xanh có thể tạo ra một hành trình vòng quanh nước Pháp ngoạn mục như thế nào. Qua đó, anh muốn truyền đi thông điệp về việc khuyến khích sử dụng các loại năng lượng sạch, năng lượng tái chế, trong đó có năng lượng mặt trời trong ngành hàng không. Bản tin năng lượng xanh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BV Oil đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.